Trường Nguyễn Mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Trường Nguyễn. Bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Trường Nguyễn, Kim Sam làm việc luôn luôn nào cũng là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà, mời ngồi coi video. Luôn luôn nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí nhà quý anh chị. Hôm nay Trường Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một cái căn nhà thiết kế theo cái kiểu villa. Rất là sang chảnh luôn nha quý anh chị, vô cùng đẹp, với diện tích là ngang 7m, chạy dài vô là 20m, pháp lý là sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày, có một cái view cực kỳ đẹp luôn nha quý anh chị. Hãy cố gắng theo dõi hết video, chị Nguyễn sẽ quay hết tất cả các view đẹp để gửi đến quý anh chị mình. Đó, thì đường dẫn vào nhà của mình sẽ cho mình là đường bê tông rộng khoảng 4m, cũng 4m nha quý anh chị. Cái đường này thì chắc ô tô 4 cổ nhỏ nhỏ mình di chuyển được tới khu vực đây nha quý anh chị. Đó, ống cống đồ cũng đã lắp đặt bài bản hết rồi, điện thì cũng đã vào chính thức của nhà nước nè, nước thì vô nước của thi cục nha, mình chỉ cần thanh toán qua bên đơn vị nhà nước thôi. Đó, và đây là cái mẫu nhà của mình thiết kế theo cái kiểu mà dạng như biệt thự vườn như quý anh chị, rất là sang nha, vô căn nhà rất là tuyệt vời. Đó, trước khi vào trong nhà là sẽ cho mình là lớp cửa nè, kéo nè, rất là nặng tay nha quý anh chị, đó, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Và căn nhà của mình thì nằm ngay phía sau văn phòng công chứng Bích Thủy, sát trục đường quốc lộ 50. Từ vị trí căn nhà của mình ra quốc lộ 50 thì đi đâu đó tầm khoảng 300m thôi. Mình đi trường học cấp 1, cấp 2, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Con Cưng, Sơn Hà. Thì mình đi đâu đó thì tầm khoảng 700m là mình sẽ bắt gặp đầy đủ tiện ích hết nha quý anh chị. Đó. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình. Thì mình đi đâu đó tầm khoảng 25 đến 30 phút nha. Đó, đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi. Và căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng đông nam, rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng đông nam để mình mua ở hoặc là mua đầu tư nha quý anh chị. Đó, thì căn nhà của mình được bán với mức giá đúng 1.750.000.000 thôi, đúng 1.750.000.000 là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà vô cùng cực kỳ đẹp luôn. Nó rất là dễ thương nha quý anh chị. Ráng đồng hành cùng chị Nguyễn tham quan hết căn nhà này nha. Đừng bỏ qua cái căn nhà này, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Thì bước vào trong đây á, sẽ cho mình một cái khoảng sân nhà trước nè. Khúc này thì hơi bé, thì đất của mình xéo cạnh nha quý anh chị. Đó, nó hơi xéo xéo tí. Đây thì không gian đây thì rộng rãi rồi, chỗ đó thì hơi nhỏ. Chỗ này quý anh chị mình có thể trồng rau hoặc là mình xây một cái hồ cá coi, cá mini á quý anh chị. Xây hồ cá khu vực này mình nuôi đồ cũng rất là mát mẻ cho căn nhà của mình. Đó. Qua đây thì có một cái sân bên đây để mình đậu xe máy nè. Khu vực sân bên đây thì mình có thể đậu được vài chiếc xe máy nha quý anh chị. Xung quanh nhà thì cũng đã xây hàng rào bê tông cốt thép lên cao hết rồi. Về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái che ra. Đó. Bước vào trong căn nhà sẽ cho mình thêm một lớp cửa nữa. Lớp cửa kéo nha quý anh chị. Đó, cửa kéo nhôm xông pha với kính là kính cường lực rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Vô đây sẽ cho mình là một cái không gian phòng khách vô cùng rộng rãi nha quý anh chị. Cái không gian phòng khách này vô cùng rộng luôn. Đó, thiết kế theo cái kiểu villa mà sân vườn, cũng giống như biệt thự sân vườn như anh chị. Nó giống như cái mẫu nhà thì không có tầng nha, chỉ có tầng trệt ở dưới thôi. Được hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Đó, đây là không gian bếp nè, không gian bếp này thì vô cùng rộng rồi. Ở trên sẽ cho mình là một cái trần thạch cao nguyên khói và đèn lo, đèn dây và một cái bóng đèn chùm pha lê chính giữa khá là sang. Đó, thì hôm nay chị Nguyễn vô đây quay ngay ngày cúp điện nên màn hình cũng hơi tối, mong cô chú anh chị mình có xem hơi tối thì cũng thông cảm bỏ qua. Nếu quý anh chị mình muốn xem thực tế về cái mẫu nhà này thì cứ hãy liên hệ qua số điện thoại chị Nguyễn có để ở góc nhỏ màn hình, gọi ngay cho chị Nguyễn sẽ hẹn cô chú anh chị mình ở một cái điểm hẹn nào đó, rồi chị Nguyễn sẽ ra đón cô chú anh chị mình vào tham quan thực tế cái căn nhà này nha quý anh chị. Chị bán với một mức giá chỉ có 1.750.000.000 thôi. Tổng diện tích đất của mình lên tới 140m² nha quý anh chị, ngang 7 dài 20m nha. Đó, khu vực tường thì bên đơn vị chị Nguyễn cũng đã trang trí cho mình những bức tranh khá là sang nha quý anh chị. Khu vực này thì chỗ cái sân nãy quý anh chị thì ở đây sẽ cho mình một cái cửa lùa nữa nè, cửa lùa kiến nha. Đó, rất là dễ thương nha quý anh chị. Ở đây thì dân cư ở khá là đông rồi. Đó, đông dân ở đất của mình là ở ngay khu phố 2 của thị trấn Cần Giuộc nha quý anh chị. Đó, thì đây sẽ là một cái không gian bếp, thì không gian bếp bên đơn vị chị Nguyễn sẽ có lắp đặt tủ bếp dưới và mặt đá là mặt đá hoa cương trắng nha quý anh chị, khá là sang luôn. Thì ở đây thì có ốp lát lên tặng lên cao nè, và bồn inox 304.reset.2mon, khá là sang. Về quý anh chị mình có muốn lắp đặt thêm một cái tủ bếp trên nữa vẫn được nha. Đó, ở đây thì khu vực đây có giật cho mình một cái khung này. Đơn vị chị Nguyễn có tặng cho mình một cái khung đồng hồ quý anh chị, cái đồng hồ tranh công khá đẹp luôn quý anh chị ơi. Đó, và tiến xuống đây nữa sẽ cho mình là một cái phòng bên đây thì vô cùng rộng nha quý anh chị.
đó, một cái phòng thiết kế khá là sang luôn đó quý anh chị ơi. Nhanh tay gọi ngay cho Nguyễn với cái mẫu nhà này, là một cái mẫu nhà rẻ nhất khu vực nha quý anh chị. Tổng diện tích đất của mình lên tới 140 m², nhưng mà bán mức giá chỉ có 1.750.000.000 thôi, mà thiết kế cái nhà, cái mẫu mã nhà thiết kế theo cái kiểu hiện đại nhất của năm 2023 luôn, rất là sang nha quý anh chị. Vô cái căn nhà rất là thoải mái và rất là đẹp luôn, không có một điểm trừ nha quý anh chị đó. Và đây là cái phòng đầu tiên nè quý anh chị. Cái phòng đầu tiên sẽ cho mình một cái cửa lùa ở đây nè quý anh chị, cửa lùa với kính sinh khoa, chính là kính cường lực nha quý anh chị. Cái phòng này có đầy đủ tiện nghi rồi, như đèn ngủ nè và đèn thức hai, đèn lo đó, có một đèn led ở ngay chính giữa nè. Hôm nay chị Nguyễn vô quay ngay ngày cực tiện mà vô nhà vẫn sáng nha quý anh chị đó. Tiến qua đây sẽ cho mình là một cái phòng thứ hai. Phòng thứ hai này thì cũng rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Căn nhà này chị Nguyễn nghĩ rất thích hợp cho gia đình nào có thành viên từ 2 đến 4 người mình ở, rất là thích hợp luôn. Tại vì nó có hai phòng đó. Đây là phòng thứ hai này quý chị, nó ở trên vẫn trần là cao, đầy đủ, đầy đủ hết rồi. Có tặng cho mình những cái bức khung tranh khá là sang nha. Cửa của mình vẫn là cửa nhôm, sông pha với kính là kính cường lực nha quý anh chị. Tiến xuống đây nữa sẽ cho mình là một cái không gian nhà vệ sinh. Không gian nhà vệ sinh này vô cùng rộng nha quý anh chị. Đó, khu cùng rộng rãi luôn. Có bồn cầu, bồn rửa mặt bằng đá nè, đá nguyên khối nha quý anh chị. Cái gương này là gương đèn tự động đó quý anh chị, khá là sang luôn á. Ra đây, tiến xuống đây là một cái view kênh cực kỳ luôn nha quý anh chị. Đó, chị Nguyễn thích nhất là cái view đây cực kỳ đẹp luôn quý anh chị ơi. Nhà đình nào mà thích câu cá giải trí hay là mình thích đi dân đánh bắt cá đó thì về đây là ở là rất là hợp lý và lý tưởng luôn. Về đây mình có thể gào, đây mình nuôi vịt hoặc là nuôi gà khu vực đây cũng rất là tiện đó với mấy chị. Ở đây thì có nhà cái bên đó người ta nuôi thì về quý anh chị mình có thể tận dụng khu vực đây, người ta sẽ lau chùi sạch sẽ qua khu vực phía sau nhà mình mà người ta sẽ trả lại cho mình đó. Mình muốn nuôi gì mình nuôi nha. Ở chiều về hoặc là mình có thể sắm thêm một chiếc cano nữa đó, chiều tới bữa nào rảnh rỗi á cái mình chở gia đình mình chạy vòng sông lớn Cần Giuộc này mình đi hóng mát hay quý anh chị, là quá là tuyệt vời luôn đó quý anh chị. Một cái view kênh này là chị Nguyễn thích nhất luôn, ở nhà mà gặp view kênh á, nhà luôn luôn lúc nào cũng mát nha quý anh chị. Cái sân phía sau này là của mình luôn nha, tới đây đất của mình là tới đây nha quý anh chị đó, từ khu vực này tới đây đó, tuyệt vời rồi. Thì xem đến đây là quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Thì bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm làm gì luôn luôn nào cũng là đúng nhà đúng giá đúng vị trí nha. Thì cái căn nhà này với diện tích ngang 7 chạy dài vô 20 m, tổng diện tích đất của mình lên tới 140 m², đất ở đất full thổ cư 100% luôn, nó đất ở tại đô thị luôn nha quý anh chị. Từ đây mình ra tới quốc lộ 50 ngay ngay cái văn phòng công chứng Bích Thủy á, là nhà của mình là đi vô cái phía sau của cái văn phòng công chứng Bích Thủy nằm ngay mặt tiền quốc lộ 50 nha quý anh chị. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển ra ngoài đó thì tầm đâu đó khoảng 200-300 m thôi đó, mình đi rất là gần nha. Từ đây mình về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng 20-25 phút thôi nha quý anh chị, rất là tiện nha. Thì căn nhà của mình được bán với mức giá chỉ có 1.750.000.000 thôi nha quý anh chị, quá trời rẻ rồi. Nhanh tay gọi ngay cho Trường Nguyễn nha. Thì xem đến đây, chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây nha. Giờ chị Nguyễn xin chào, hẹn gặp phía anh chị mình.